Dạ, em xin phép chào tất cả cô, các chú, anh chị và chào tất cả mọi người. Và đã tức là rất là lâu rồi. Ngày hôm nay thì người dân báo hái được cái lô dạ hạt. Cái dạ hạt này là nằm ở vùng đất Lây, Kon Tum nha mọi người. Hay ngay mọi người đấy. Ngay trước mắt mọi người đây. Đấy. Là như một khi thôi, hàng về thì em sẽ chia ra bán chia sẻ cho mọi người. Là lô giá hạt ngày hôm nay thì em cũng được không được nhiều nên em bán em chia ra từng phần cụ thể em quay cho mọi người cùng xem. Rồi, em sẽ quay tiến hành quay cụ thể cho mọi người cùng xem một lúc luôn nha. Rồi, đầu tiên thì em sẽ quay thứ tự từ trên xuống dưới. Đây, quay sơ qua, đây là phần giá hạt 500 nha mọi người. Đấy. Rồi. Cái phần thứ nhất, đây là phần 500 gồm có các gì đây, nhìn thứ nhất đây này, hàng bốc rừng nha mọi người, hàng mới vừa về luôn đấy, đã là cần đổi hàng bán cho khách. Này là được hai mầm nhưng mà theo một bên lá đấy, một bên lá rất là bự này đấy, cây nhỏ xíu xíu mà lá rất là bự luôn này, rất là bóng. Đây rồi. Đó là phần thứ nhất. Tiếp theo là phần thứ hai. Phần thứ hai cũng 500. Em đang quay số thôi nha mọi người, còn mọi người chọn phần nào thì em gửi đúng phần đó cho mọi người thôi. Khách mua bên em thì yên tâm. Rồi. Đấy, đó là dề thứ nhất. Tiếp theo là dề thứ hai. Phần này có hai dề thôi, cây rất là khỏe luôn. Đấy, lá rất là xanh mơn mởn. Rồi. Cái này là do nó mọc ngồi nơi nhiều nắng nha mọi người. Nhiều nắng này nó có cấu hình lá như vậy. Còn mặt hoa thì số số thôi. Tiếp theo là về thứ ba, phần thứ ba. Thứ ba cũng 500. Phần này cũng có cái cây. Đấy, cây này thì đấy. Rồi, có một dây này. Dây này là có hai thân tơ. Đấy. Ba thân tơ, ba thân tơ. Đấy. 1, 2, 3. Dưới này có một thằng tơ nữa này. Rồi, đó là phần 500 số 3. Đấy, 500 thứ 3 đấy. Tiếp theo là số 4. Em đánh số thứ tự này cho khách dễ sưu tầm, dễ mua, dễ chọn á. Rồi, hay là về thứ nhất nè. Tiếp theo là về thứ hai. Đấy. Rồi. Đó là phần số 4. Tiếp theo là phần số 5. Không có cái gì như thế này. Đấy. Thằng này cũng hơi đỏ. Đây. Là gì thứ hai. Đây rất là đẹp luôn. Cứng cáp nha mọi người. Đó là số 5. Tiếp theo là số 6. Đây. Rồi. Đây một cây rất là đẹp luôn này. Đấy, lá rất là cứng cáp, dày. Nè. Thân rất là ok rồi. Đấy. Lá rất là dày, bóng. Rồi, đó là phần số 6 nha mọi người. Tiếp theo là phần số 7, phần này 500, còn có cái cây. Đây, cây gì đầu tiên đây. Tiếp theo là gì thứ hai. Cây này bị cụt ngọn rồi nha mọi người. Rất là sai hoa nha. Đây là gì? Số 3. Đấy. Cây nó ấy là mình buộc một cái dây để giữ cái thằng tơ. Rồi. Em quay trên hình như thế nào thì em gỡ đúng như vậy nha mọi người. Cục ngọn hay ấy này kia là hình như thế nào thì em gỡ đi đúng như vậy. Em mọi người chú ý một tí. Rồi. Rồi tiếp theo là phần số 8, phần 500. Phần này là giả hạt nhỏ thôi nha mọi người. Đấy. Đây. Đã lắc rất là lâu rồi. Ngày mà hôm nay mới cái về được cái hàng giả hạt đất lây. Đấy. Cũng khá là hiếm hàng. Đấy. Rồi đó là phần số 9.
500. Đây, dùng cái cây như thế này. Những cái hàng mà rừng này là mặt hoa đây là đang còn trong tự nhiên nha mọi người, nên mọi người sưu tầm. Đấy, lá nhất. Rồi, cây nó bị queo qua một cái này chứ không phải bị gãy. Rồi, đó là phần số 9, 500. Tiếp theo là phần số 10. Cũng 500 nha mọi người, cũng có cây như thế này. Đây. Và đây. Này. Thằng tím, gân đỏ. Rồi, đó là phần số 10. Tiếp theo là phần số 11. Phần này 500 nha mọi người. Này, nó mọc ngồi tự nhiên đủ tư thế hết. Này mọc với một tán cây này. Rồi, thằng hơi đỏ này. Đấy. Đây. Tự nhiên thì nó mọc vô chừng. Đấy, mặt hoa này em bán mặt hoa thì số số thôi. Đấy. Khác với hàng thuần là mình biết mặt hoa này kia. Chứ còn hàng trong tự nhiên thì mặt hoa nó là mang tính chất số số, không biết trước được. Nên những mặt hoa đẹp thì nó thường còn tồn tại ngoài tự nhiên, chứ hàng thuần thì nó giới hạn mặt hoa rồi. Nên giờ trừ cái hàng ngoài tự nhiên thì rất được ưa chuộng. Rồi, đó là phần số 12. Tiếp theo là phần số 13 nha mọi người. Đây, thằng này lá này cây rất là đẹp. Lên cây con này. Rồi, đó là phần số 13. Tiếp theo là phần số 14. Đây, gồm có cái cây này nè. Tình trạng cây rất là ok rồi nha mọi người. Đây. Này là đốt ngắn này. Đốt hơi cơ bản như đất ngắn. Cổ như thế nào cũng biết được. Đây. Rồi, đó là phần số 14, 500 nha mọi người. Rồi, tiếp theo đến phần số 15. Còn có các cây như thế này. Rồi, em quay rất là cụ thể rồi nha mọi người. Mọi người chọn phần nào thì em gửi đúng phần đó thôi. Rồi, đó là phần số 15. Rồi, tiếp theo em sẽ giới thiệu đến phần số 16. Phần này 500. Có các cây như thế này. Đấy. Rồi, đó là phần số 16 nha mọi người. Rồi, tiếp theo em sẽ giới thiệu đến phần số 17. Phần này là 600. Với cái cây như thế này. Đấy, cây này được hai mầm mà 3 thân xanh. 3 thân xanh nha mọi người. Đấy, rất là đẹp luôn. Đây. Này, về thứ hai này. Cái về thứ ba. Về này rất là đẹp luôn. Phần này rất là đẹp. Rồi, đó là phần 600. Tiếp theo là phần 18, phần 600 nha mọi người. Đây, có hai cây này. Rất là đẹp luôn, hai cái dề này. Đấy, đây rất là đều, đẹp. Đây. Một nguyên bản nha mọi người. Đấy. Rồi, tiếp theo một nguyên bản này. Đấy, hàng rong rêu bám đầy. Rồi, đây là phần 18. Rồi, tiếp theo phần số 19. 750. Cũng có các cây như thế này. Đây về này cũng có 3 thân xanh nha mọi người. Thân bên này nó bị ngọn nó có vấn đề nè. Bên này thì nó cũng nó tình trạng như thế nào thì em quay cụ thể rồi. Đây một cái gì nữa. Đấy. Về này bị cục ngọn. Về này cũng có ngọn nha mọi người. Đang có trái nè.
Rồi mọi thấy dưới này là có một con kiến đang lên. Rồi nguyên dê nha mọi người. Rồi thân đỏ. Thân hơi đỏ đó. Rồi đó là phần số 19 750 nha mọi người. Rất là đẹp luôn nha. Rồi tiếp theo là đến phần số 20. Phần này 1,2 triệu. Còn có 20 dê, còn 4 cây. Này 4 cái cây đây. 3 cây rồi này. Đây, gồm có các con kiến như thế này. Đây này, 1 này. 2. Này cây này. 3. 4. 5. 6. Này cây. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. Cái này là 20 đó. Đây, cái này 20. Còn có 4 cây riêng lẻ đây, 4 cây này. Đây, 2 nè. 3 nè. 4 nè, rồi. Nằm ở trong một đống này. Đống này em bán với giá là 1,2 triệu nha mọi người. Rồi. Rồi tiếp theo ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu đến phần lớn. Phần lớn là phần nguyên một dì. Dì này em bán với giá là 800. Đấy, nguyên dì đây. Này là bám ở trên rừng nha mọi người. Một cái cây thân cây mục. Đấy. Và tình trạng cây thì có một thân xanh thôi. Đấy, ngọn trên đây này này. Rồi. Lá của cây thì như thế này, lá rất là to. Đấy, xanh to nha mọi người. Đấy, rất là đều luôn. Đấy, to nhọn này, nhọn về đuôi, đấy, đuôi rất là nhọn luôn. Đấy, lá thì rất là to, đấy, to xanh bóng, đấy, về mặt lá rất là to nha mọi người. Đây, đưa cái tay em vào này, đấy, rất là to luôn. Rồi, này là gốc tròn, rất là dài. Rồi, tình trạng cây thì rất là xanh tươi nha mọi người, hàng rất là xanh tươi. Nãy do nó dài quá nên em phải cột vào cho nó cố định nó vào trong một thân mẹ. Đấy. Và khi đóng hàng đi thì em phải đóng như này, gói rất là kỹ, rất là cẩn thận cho khách để bảo quản cái mầm xanh. Khi về đến tay khách hàng thì nó không bị nhập hay sai xuất gì. Đấy. Tình trạng cây thì như thế này rồi. Đó. Rồi. Đó là cái dì này, dì 800 nha mọi người. Hàng đất lây. Đó, rất là ok luôn. Rồi, tiếp theo là đến phần số 22. Cũng một dì, 800 nghìn. Đấy, rồi đây. Đây là cái rễ của nó. Và đến đây là lá. Lá rất là xanh nha mọi người. Xanh, dày. Đấy. Đằng lá thì rất là ok rồi. Đấy. Ngọn thì đây. Ngọn thì vẫn còn lên nữa nha mọi người. Đấy. Tìm được những đầu thân mẹ của nó thì rất là dài. Đấy, dài ra đây luôn. Rất là say hoa này. Đấy. Rất là say hoa nha mọi người. Đây. Đây tới ngọn này. Đó, rất là say hoa luôn. Đấy. Rồi. Này là chắc do úa tự nhiên nha mọi người. Bằng úa tự nhiên. Nhiều lúc đó da thì mình cắt lá này đi cũng không có vấn đề gì hết, mà em để như thế này cho nó đẹp thôi, nó theo lá, tại vì lá rất là đều rồi. Hay còn về mình cắt một hai lá cái này kia thì cũng chẳng có vấn đề gì hết. Rồi đó là phần số 22 nha mọi người, 800. Rồi tiếp theo ngày hôm nay là em sẽ giới thiệu đến phần số 23. Phần này cũng nguyên một chè nha mọi người, về này là em bán với giá là 800. Cây rất là đẹp luôn. Đấy,
Tăng rất là ok. Đấy. Rồi, em cho mọi người xem từng cái đường lá của nó đi nha. Đấy. Rồi giờ này có đến bốn cái thân, bốn thân xanh luôn. Đây. Đây là những cái thân của nó đây. Còn có một cái thân nhỏ trong bên trong này nè. Đấy. Rồi. Giờ này là em bán với giá là 800 nha mọi người. 800, hàng rất là ok luôn. Rồi. Tiếp theo là phần số 24. 24. Phần này em bán với giá là 900. Cũng nguyên một dề nha mọi người. Đây, mọi người thấy rong rêu không? Đấy, rong rêu bám đầy luôn. Đây là những thân mẹ và đây là những thân mùa hoa tiếp theo. Đây là mình có ba thân xanh. 1, 2 và 3. Đấy. Còn những cái thân mẹ là đã ra hoa rồi đây. Thân mẹ gần đây nhất thì thấy màu đen. Đấy. Đây cũng có một cái trái này, cũng màu đen. Đấy. Còn cái thân mẹ già hơn nữa thì màu đỏ. Đấy. Đây nguyên một dì. Rất là đẹp luôn nha mọi người. Đấy. Rồi. Hiếm rất là ít gặp những cái dì già hạt như thế này. Rồi. Em bán với giá là 900 phần số 24. Rồi, tiếp theo phần số 25. 25 này. Phần này em bán về này bán với giá là 600. Đây, còn có thân lá nó như thế này. Đây, thân của nó rất là dày, lá dày. Đây, nhưng mà do nó ấy em phải cột vào trong cái thân mẹ cũ của nó để giữ. Đây, lá nó rất là ok nè. Đấy, xanh bóng luôn. Rất là đẹp nha mọi người. Em như các clip mà em quay về cái hàng giả hạt nè, do quá trình khai thác cái này kia thì nó thường có là những cái vết cắp lá này như thế này thì do quá trình khai thác. Chứ còn mình về mình trồng năm sau nó sẽ cho cái lá tại vườn là nó sẽ rất là đẹp, lá tự nhiên, hoàn toàn tự nhiên, rất là đẹp. Nên trong quá trình khai thác cái này kia thì không tránh khỏi những cái vấn đề như thế này. Đấy, nên đây là chuyện bình thường. Đấy, những giò lan về như thế này cũng rất là ok rồi. Rồi, cái dây này số 25 này bán với giá là 600 nha mọi người. À, rất là đẹp luôn. Chiều dài của thân mẹ là 1 nè. 2 nè. 3, 60. Rồi, tiếp theo là phần số 26. Phần này là dây này bán với giá là 400. Đấy, cây nhất rất là đẹp rồi. Đấy. Đây, lá của nó như thế này. Lá rất đẹp nha mọi người. Đấy. Xanh bóng. Đấy. Tình trạng ngọn thì lên đây. Cây rất là đẹp rồi. Đấy, về này em bán với giá là 400. Đây, gốc của nó đây. Rồi, mọi người về ghép chơi thôi. Rồi, đó là phần số 26. Rồi, tiếp theo là phần 27. Phần này là em bán với giá là 400. Cũng một về nha mọi người. Đấy. Một về. Đấy, tình trạng cây thì em rất là ok rồi nha mọi người. Xanh, đẹp. Đấy. Rồi, không có xanh, không tì vết luôn. Rồi, còn mặt hoa thì em bó tay. Rồi, đó là phần số 27. Rồi, tiếp theo ngày hôm nay là phần số 28. Phần này 500, cũng có các loại cây như thế này. Khách nào có nhu cầu thì lấy cái phần này nha. Đấy. Em đã cân đối rồi. Nó có nghĩa là nó trên hình nó như thế nào là em gửi như thế. Có nhiều lúc về kêu sau là nó bị cục ngọn rồi bị này bị kia hết. Đó, mọi người nên xem kỹ cái clip trước khi mua nha. Đó, còn có cây như thế này. Tùy vào tình trạng hàng hóa như thế nào em mới bán nha mọi người. Đấy. Đây. Lô này thì cũng như là một lô kiến. Nó cũng không được đẹp mắt cho lắm. Ai khách nào thích thì lấy thôi. Rồi, lô này em bán với giá là 500 nha mọi người. Rồi, đó là cũng phần số 28, cũng là phần cuối cùng của lô hàng hôm nay. À, còn mấy ít cái này kia thì khách nào có nhu cầu thì nếu muốn bỏ thêm thì bỏ thêm nha. Còn nói còn lá đồ cũng mấy rồi. Còn bỏ thêm về nó hư nó ấy thì chịu nha. Cái này là thêm đâu, em không có bán.
ai ăn lấy thì bỏ thêm vào, bỏ vào. Rồi, đó là toàn bộ cái lô hàng ngày hôm nay của em. Thì mọi người đặt hàng thì gọi điện thoại trực tiếp cho em qua số điện thoại. Đây, số điện thoại của em đây. Số điện thoại liên hệ là 0120 611 5694. Kênh của em là Núi Rừng Tây Nguyên Channel. Đấy, mọi người liên hệ đặt hàng thì gọi liên hệ trực tiếp cho em qua cái số điện thoại này nha. Rồi, em sẽ ưu tiên cho những khách nào là điện thoại trước, đặt hàng trước. Đấy. Còn tình trạng hàng hóa thì em đã quay cụ thể, báo giá cụ thể cho mọi người rồi. Mọi người xem xét kỹ trước khi mua nha. Rồi, em sẽ cho hàng hóa thì rất là ok rồi, rất là đẹp rồi. Rồi, một lần nữa thì em xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi, ủng hộ cái kênh của em trong suốt thời gian vừa qua. Để nhận cái clip mới thì mọi người nhấn vào nút đăng ký, subscribe, lên chỗ góc này này. Rồi, em xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi cái clip của em nha. Rồi, em xin phép chào tất cả mọi người. Chúc mọi người một ngày vui vẻ. Rồi, em xin phép dừng clip tại đây nha.